quý vị, thưa các bạn, hơn 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên bao chiến công hiển hách cùng dân tộc. Tuổi trẻ Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong các cuộc trường kỳ cứu quốc và dựng xây phát triển đất nước. Nói đến tuổi trẻ là nói đến sức sống, nói đến sự xung kích trong mọi hành động. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Tuổi trẻ chính là mùa xuân, là tương lai của đất nước. Cũng chính từ những bàn tay khối óc lao động hăng say, những trái tim rực lửa đã góp phần kiến thiết, xây dựng đất nước ngày càng to đẹp, đàng hoàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục hát chèo viết về sức sống tuổi trẻ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe bài Sức sống tuổi xuân do soạn giả Hoàng Tường viết lời theo điệu Sự chuyện, nghệ sĩ ưu tú Quý Đông cùng top nữ trình bày. Lời ý chí quân dân trung lòng, biên cương hải đảo ruộng đồng, tình nhà nghĩa nước mặt nồng khắc sâu. Bão giông sóng xô đâu nản lòng, lên đường tiếc bước cha ông. Sánh vai người ấn dồn sức nơi bão bùng vun đúc chí kiên ý chung hát vang khúc ca anh hùng tự hào sức sống thanh xuân. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài Ký ức tuổi xuân do nghệ sĩ ưu tú Văn Chương trình bày theo điệu Tò Vò. Đã sang ngang
cây đa bến nước đỏ giang vẫn còn tim ngắt một hoàng nghề hôn tròn lòng tôi nhớ lại bao nghĩa nỗi niềm xưa bên dòng sông ấy nay tìm đâu thấy đang ai gầy yêu mắt sóng xanh nhịp chèo cua bến xưa còn đỏ hàng cây sao rạc nỗi nhớ niềm mong theo từng con sóng bên đời ai trông ngóng như dõi tìm bóng người xưa sông con đỏ bờ lau lưu bằng xa xót lòng nhau câu trầu phai sắc thắm người thương giờ xa mê băng có nhớ người buồn dằn nơi xa qua một thời tình tôi sâu nặng thương bóng người xưa về trong ký ức một thời sông nước tôi nhủ thầm bước tiếp chẳng thường Thưa quý vị, thưa các bạn, 91 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát triển không ngừng, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển theo đúng định hướng của Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam, nguyện sắt son niềm tin với Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Sau đây, nghệ sĩ nhân dân Kim Đức sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài Bạch Long Vĩ từ ấy đi lên, do soạn giả Thanh Thiêm viết lời theo điệu Chinh Phụ. Tiết mục ngợi ca huyện đảo, hàng trăm thanh niên theo lời kêu gọi của Trung ương Đoàn đã xung phong ra đảo xây dựng cuộc sống mới và phát triển kinh tế. Mm-hmm.
Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe bài Càng đẹp tuổi xuân do soạn giả Công Sáu viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm trình bày cùng tốp nữ. Chạnh nhớ lại ngày năm xưa, nhớ sao buổi ấy tràn đi hoài nắng nghĩ đẹp mỉ ngày đất nước, dành nghĩ về độc nghĩ lầm mỉ sang nghĩ vầng nghĩ gương nghĩ nguyệt nỉ năm tháng ấy nghĩ đạt ngày theo chúng ta sẽ nghe bài Cùng em leo thác bản ba do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu Đào Liễu, nghệ sĩ Chu Cường trình bày. Qua tiết mục, soạn giả Mai Văn Lạng đã vẽ nên một bức tranh sơn thủy hữu tình ở Chiêm Hóa Tuyên Quang. Để có được miền sơn cước đẹp như ngày hôm nay là do bàn tay khối óc của hàng ngàn thanh niên xung kích thay cho quê hương màu áo mới, không chỉ còn là an toàn khu kháng chiến nữa mà còn là một khu du lịch sinh thái niên thơ. Chiêm Hóa Tuyên Quang, bản ba thác đẹp mơ màng chiều quê, với tay vịn một lời thề, cùng em leo thác bốn bề nước reo. Thơ thần áng mây chiều, xa xa bóng núi
đi qua đất lành, ruột tiếng chim ca. Tiếng hát ni tràn ni hòa, đêm đêm nơi đây ngân vang. Câu hát ni tràn ni hòa, em cất lời then, anh hòa đàn tính quyền truyền mượt mà. Câu hát yêu thương quê nghèo, một nắng một nắng hai Mời quý thính giả cùng nghe tiếp bài Nhớ đêm trăng kỷ niệm, lời của soạn giả Tất Trọng, do hai nghệ sĩ trẻ Thu Hòa và Quốc Phòng cùng trình bày theo điệu Đường Trường Bán Thước. Qua tiết mục, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của tuổi trẻ cùng với biết bao ước mơ hướng đến tương lai tươi đẹp. Đôi ta chỉ cần nói khẽ mà vẫn nghe thấy rõ từng lời. Trái tim anh bỗng thấy bồi hồi, dưới ánh trăng anh trao lời ước hẹn. Anh nhớ trăng hôm nào cùng trăng soi ta cùng ngắm trăng mơ mộng ơi. Anh thấy em ánh mắt như thẹn thùng mà thắm môi hồng ngạt ngào, mái tóc hương thơm. Lòng anh đây sao xuyến, trái tim anh thổn thức dâng ý chào.
tin anh nghĩ cuộc đời dấu bao thay đổi ơi, anh sẽ luôn đi trước đi sau làm tròn gánh vác lo toan mọi điều, em cứ yên tâm làm tài trai, anh quyết chí sẽ cùng em xây tổ ấm gia đình. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bài Hát về Tổ quốc hôm nay do soạn giả Bùi Văn Nhân viết lời theo các điệu Ngâm Sổng và Đường Trường Thu Không, nghệ sĩ ưu tú Ánh Điện và Tốp Nam thể hiện. Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xôn xao bao niềm vui mới, bao niềm vui mới. Xin có đôi lời trong từng câu hát từ đây. Lòng tôi tiếng hát vút lên những lời tha thiết, của một người con yêu Tổ quốc trọn đời. Trong nước non đang thay đổi như bức gấm theo ý hoa, nghe bồi hồi, nghe bồi hồi sao xuyên trái tim ý ta. Thank you.
trong mình nghi mang nghi cánh nghi còi bay trong nắng nghi lúa trái trên nghi đồng những màu xanh nghi tốt nghi biển dạt dào đưa tàu vào ra ngàn xanh non ngàn bao tài nguyên quý công trình mới rộn rã nơi chung tay sớm chiều lao động ý ơi ta vươn tới nước mạnh dân giàu bắc nhịp cầu niềm vui tới muôn nơi như lời hẹn ước nhân gửi ra vời muôn người về thăm đi nước non chuyển mình qua từng năm tháng trang sử sáng ý thương ý, ý lại ý, ý vui hôm nay có ý lời tâm ý sự ý ơi mến yêu ý, ý ơi ý, ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến lúc đi xa, trong di chúc ngay sau khi nói về Đảng, Bác Hồ đã nói về đoàn viên thanh niên. Người ghi nhận đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Người yêu thương căn dặn, nhắc nhở thanh niên phải trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, thừa kế sự nghiệp dựng xây chủ nghĩa xã hội. Làm theo lời Bác, thanh niên trên cả nước đã cùng nhau chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và hơn nữa, các thế hệ thanh niên đoàn viên ngày nay còn luôn trân trọng lịch sử, biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh, cống hiến để tuổi trẻ ngày nay có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng cảm nhận sự đoàn kết của tuổi trẻ ngày nay, cùng nhau dựng xây bảo vệ Tổ quốc qua ca cảnh chèo Tuổi trẻ ngày xuân, lời của soạn giả Đào Nguyên do hai nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và Khắc Tư cùng nghệ sĩ ưu tú Xuân Thanh trình bày.
Bạn ơi, trước khí thế chống dòng cờ mở, vui công trình tuổi trẻ ngày xuân, nhắn bạn xa đang đi giữa hàng quân, gửi các bạn xa gần nơi biên giới, cũng để thi trai tài gái giỏi, đưa công trình thắng lợi càng nhanh, hẹn cùng nhau chung ý chung tình, tôi xin có đôi lời tâm sự. Tâm sự cũng nao nao mà khó tả nghi. Mượn câu đố gợi khơi trí tuệ, ai giảng hay có quà quý chúc mừng. Được rồi, cứ đố đi. Ngày xuân én liệng từng đố ai tách bạch gió từng lứa đôi.
cậy nhờ sự thông thái của chi đoàn trưởng mất thôi. Chẳng thông thái nhưng các bạn đã tin yêu, cũng xin giảng cho vui, để ai đó khỏi coi thường phai đẹp. Tình ý thật đậm đà tha thiết, gợi niềm tin sâu sắc xiết bao, nhắn nhủ câu nghĩa nặng ân sâu, vì nghĩa lớn cùng nhau thời tiên bước. Đúng không nào? Chưa đúng. Giảng đúng rồi, quà quý chúc mừng đi. Nhớ gieo ý ban ý tín, để ban ý tín, ban ý tín. Nhớ gieo ban ý tín, ban ý tín. Tuổi ý xuân đi, dân để tuổi đi xuân, lời hứa đi. Các bạn hãy dừng tay đã. Lại đây xem vật lạ các bạn ơi. Có vật lạ thật rồi. Lại cả đây các bạn. Lạ quá. Ừ, lạ thật. Một bè gỗ chìm sâu rất lớn, tận đáy dòng mương cạn ven đường. Rõ ràng đây hiện tượng khác thường, dưới bè gỗ hẳn còn nhiều vật khác. Đúng đấy, giữa vùng đất ngàn năm văn vật, bao chiến công oanh liệt chống giặc thù, phát hiện ra di tích tự ngày xưa, vinh dự lớn cho công trình tuổi trẻ. Các bạn ạ, theo tôi cứ đào lên coi thử, xem dưới sâu còn gì lạ nữa không? Đúng đấy, cứ đào lên các bạn ạ. Khoan! Vật khác thường tận mắt ta trông, nhưng muốn hiểu sâu nông đâu phải dễ. Sao vậy mới được chứ? Non sông yêu quý chiến lũy oai hùng, trải bao thế hệ bền bỉ hiếu chung, bao nhiêu sự tích ngàn xưa ấy đâu dễ tận tưởng thỏa ước mong. Mới lạ vô cùng ơi, ngắm mà xem nó mới lạ vô cùng. Một khoảng trời cùng núi sông ẩn hiện, dưới dòng nước xanh ơi, tựa hồ như một bức nghệ tranh. Thời như ơi một bức tranh ơi, tựa hồ thời như một bức tranh, có cả đoàn quân gươm dao ơi mà để quốc mai đắp xây lũy thành ơi, dưới rừng cây cảnh này ai biết cho hay. Lạ thật, nhưng chẳng lẽ cứ để bè gỗ này nằm đây yên nghỉ
ngăn công trình tuổi trẻ ở đây sao? Không đâu, ta chuyển sang quãng khác đắp đào và báo gấp lên cấp trên được biết. Đẹp lết ý, đẹp ý người, gái trai, trai gái quê ta, đẹp lết đẹp ý người, phơi phới tuổi xuân tràn đầy sức sống, đổi mới đất này ngày một khác xưa thực đây rồi, nào phải trong mơ. Ơ kìa bác Kính, chúng ta chào bác à. Chào tất cả các cháu. Bận công tác bác ít về quê, nay bỗng dưng bác về, có việc gì hay về thăm và tặng quà cho công trình tuổi trẻ đấy ạ? Các cháu có làm nhanh làm khỏe chứ, nếu giải lao tràn sao xứng để tặng quà. Dạ thưa bác ạ, chúng cháu đang làm thì gặp hiện tượng bất ngờ, đang bàn bạc và chờ giải quyết đấy ạ. Sao? Có chuyện gì? Có hiện tượng gì bất ngờ à cháu? Đây ạ, chúng cháu đang đào đắp, tới đoạn này thì gặp bè gỗ khá to. Người thì bảo là di tích tự ngày xưa, kẻ thì bảo cội gốc gì ngáng trở ạ. Thế hả? Cháu nào cho di tích tự ngày xưa là đúng đó. Vì ai chứ bác thì rất rõ con đường cũng như bè gỗ ở chỗ này. Cho nên khác mọi lần thăm quê quán trước đây, nay bỗng thấy bồi hồi xúc động. Bồi hồi nhớ lại thuở đôi mươi, một sớm non sông đã đổi rời, cờ đỏ rực hồng trên thôn xóm con đường mới đắp, đất còn tươi. Nước mắt tuôn rơi thay nụ cười dã rơi, đọng ở đôi môi trẻ dàng đã xua tan tối tăm, như thấy công trang xanh nhị tầy dành lại kiếp người đầm ấm vui, để nay núi rộng để cho ta núi rộng sông thế ra con đường này có từ ngày cách mạng tháng 8 thành công. Phải phải, từ đó trải bao mùa chống Pháp, cùng nắng mưa bão lụt, đường trở nên cao thấp gập ghềnh. Thế rồi khi giặc Mỹ leo thang đánh phá quê mình, dân ta cùng pháo binh đem cột lim, cánh cửa lim lót đường, đưa pháo vào trận địa. Đó, bè gỗ kia cùng xương máu dân ta đã góp phần thắng Mỹ, thì di vật này tuy nhỏ nhưng đáng tôn đáng quý đúng không? Vâng ạ. Thưa bác, chúng cháu vừa nhắc nhủ nhau, ta luôn vui kiêu hãnh với đất nước mời sang đi.
xuân về này mây cuộc sống còn đầy sôi động như con thuyền vượt sóng trùng dương, không chỉ riêng người lái vững vàng mà tuổi trẻ phải đẩy chèo theo đúng hướng. À, có đúng không các cháu? Dạ đúng ạ. Thế là các cháu đã làm cho bác thêm tin tưởng. Thôi, các cháu hãy tiếp tục công trình, bác về quê có chút việc riêng. Ấy, bác chưa trao tặng gì cho công trình tuổi trẻ quê hương. Nhân dịp về dự thành hôn của cô con gái út, bác có mời ông thợ ảnh về giúp việc. Bác đề nghị chụp một kiểu các cháu đang tôn cao dọc con đường đổi mới quê ta, rồi gửi lên đăng báo để nêu gương cho các bạn gần xa. Ê, bác ơi, chúng cháu không dám vậy đâu. Vì sao nào? Chỉ mong các bác đánh giá sao cho đúng chúng cháu thôi bác ạ. Chỉ mong là bác đánh giá sao cho đúng các cháu thôi à? Các cháu đã nói thế, bác lại phải nói thêm. Công cuộc đổi mới hôm nay trên khắp mọi miền, thắng lợi nhiều hay ít, trách nhiệm lớn là thuộc về các cháu đấy. Bác nói đúng à, nhưng bác ơi, trong lẽ sống khó tìm ra khuôn mẫu, tuổi trẻ hôm nay huyên náo lạ thường, nhưng vẫn tin yêu vun đắp một con đường đảng đã chọn và định phương vạch hương. hay lắm. Giang biển đi xa về chân trời, về đường đời xuân. Giang biển đi xa về chân trời, tây thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Quyên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chương trình Bạn trẻ với dân ca đã đồng hành cùng quý vị thính giả được 10 năm kể từ khi lên sóng số đầu tiên tháng 1 năm 2012. Trong suốt 10 năm qua, các biên tập viên của chương trình cũng đã đem đến cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, những giọng ca tiếng đàn cùng phong cách dẫn trẻ trung, sôi nổi để phù hợp với nhu cầu thưởng thức và tâm tư tình cảm của các bạn thính giả trẻ.
hàng trăm nghệ sĩ và thính giả thế hệ 8X, 9X đã chia sẻ cũng như gửi gắm mong muốn để tiếp tục gìn giữ vốn âm nhạc cổ truyền quý giá của dân tộc được chương trình giới thiệu đến quý vị thính giả. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi nhận được những phản hồi tích cực của quý thính giả trên cả nước. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đem đến cho quý thính giả những chương trình hay hơn nữa. Từ tháng 1 năm 2022, chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca sẽ được phát sóng trong khung giờ mới 23:30 thứ 3 trên VOV1, 12:35 thứ 5 trên VOV2, 15:00 chủ nhật trên VOV3. Chúng tôi sẽ lắng nghe những tâm tư, tình cảm và mong muốn của quý vị về dân ca và nhạc cổ truyền với số điện thoại 0961349068 từ 15:00 đến 16:00 thứ tư hàng tuần. Xin được nhắc lại số điện thoại 0961349068 từ 15:00 đến 16:00 thứ tư hàng tuần. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu và những yêu cầu của quý vị thính giả. Bạn trẻ với dân ca, nơi tiếp lửa truyền thống. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tâm thức của mỗi người Việt Nam chúng ta, quê hương đất nước luôn bao hàm hai khái niệm đất và nước. Nước không chỉ là nguồn gốc của sự sống mà còn là cảm thức của người Việt hướng về cội nguồn. Hồn nước linh thiêng dẫn dắt sự kết tụ cộng đồng hơn 3.000 km đường biển dọc suốt chiều dài đất nước, với những hải đảo dù xa xôi đến mấy cũng vẫn là máu mủ ruột thịt của Tổ quốc, là minh chứng cho sự gắn bó không gì có thể dứt đi được của người Việt Nam với biển đảo Việt Nam. Vùng biển của nước ta còn có vị trí và vai trò quan trọng ở trung tâm khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là vựa cá dồi dào và tiềm lực kinh tế lớn cho ngư dân Việt Nam. Hơn nữa, biển đảo Việt Nam có vai trò quan trọng trong xây dựng quốc phòng an ninh của đất nước. Phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục viết về biển đảo quê hương. Thuyền buông lưới hướng theo luồng cá lội giữa biển vàng đêm nay, yên tâm bám biển đêm ngày, canh trời giữa biển anh đây đã từng. Con sông
Anh vẫn lắng nghe điệu treo quê hương hát tặng. Gió không nay dù ngày đêm mưa nắng hay khi biển đi giữ với đầy ý. Quý thính giả vừa nghe bài Tiếng hát trên biển quê hương, lời của soạn giả Trung Thông, viết theo điệu Đường Trường Bán Thước, nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và nghệ sĩ Bích Thục cùng tốp nữ trình bày. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Xuân Theo sẽ hát tiếp bài Biển khơi vang tiếng hát, lời của soạn giả Thanh Thùy, viết theo điệu Quân tử Vô Dịch.
Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài Gửi anh chiến sĩ biển khơi do soạn giả Nguyễn Ruyển viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày theo điệu Đảo Liễu. Sau đây, chúng ta cùng nghe bài Sầm Sơn Cảnh Đẹp Tình Nồng, lời của soạn giả Trịnh Hoành, viết theo các điệu nói thơ và sử bằng, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Ngân tay
Tiếp theo là bài Hát về vùng biển Quảng Ninh do soạn giả Xuân Cung viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm trình bày theo điệu Đường Trường Thu Không. Tây Quảng Ninh thiên nhiên cảnh đẹp, đất mỏ kiên cường đánh giặc rừng xây. Bãi Tử Long đứng giữa vịnh đang dày, bãi cháy đó say lòng du khách. Vịnh Hạ Long cảnh hữu tình thơ mộng, người thợ đò
Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bài Bài ca trên biển do soạn giả Trương Công Đình viết lời theo các điệu Ngâm Sổng và Chinh Phụ, nghệ sĩ Chu Cường thể hiện. Mênh mông sóng vỗ lướt nhẹ thân ni tàu, đại dương nghi thương nhớ tung cánh hải âu. Cá bạc đầy khoang tàu về cập bên đi, dâng hiến cho đời mầm sông sinh tươi. Tàu nghĩ ta lướt ni nhẹ trên ni biển lớn ni, vượt sóng xa ni khơi lưới tung ni ngang ni trời, bám theo luồng ni cá bơi lưới thăm ni răng nơi nơi. Mặt cái anh ơi ta tự hào biển đi ơi, cô thêm cảnh đẹp đi cho đời. Tàu nghĩ ai thấp ni thoáng trao lời yêu thương tình đào như tơ vương, bão tối coi thương kết nghĩa cùng đại dương, mặc cho sóng gió chất ni chưới toàn ni châu báu ẩn dưới vực ni sôi, trong những ni riêng ni giàu nhẹ nhàng ni đoàn huyền câu trắng sáng ni soi đêm thâu bên
quý thính giả vừa nghe phần đầu của chương trình với một số tiết mục viết về biển đảo quê hương. Phần tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục lời cổ được nhiều thính giả yêu mến. Hey.
vẫn đi vơ vẫn vơ sầu sầu thương đi. Quý thính giả vừa thưởng thức trích đoạn Lưu Bình Dương Lễ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài thể hiện. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa trình bày điệu Quá Giang. Tôi kêu ý đó, đó. Mời quý thính giả cùng thưởng thức điệu Tò Vò do nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình trình bày.
mây hỡi con tò vò ơi nghi Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe điệu Quyên Đề, nghệ sĩ Xuân Vượng thể hiện. Tiêu
biết ban xuân sắc tranh tiên hậu. Tao chương trình, chúng ta cùng nghe điệu Đường Trường Tiếng Đàn do nghệ sĩ nhân dân Kim Đức trình bày.
Vừa thưởng thức một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca đã đồng hành cùng quý vị thính giả được 10 năm kể từ khi lên sóng số đầu tiên tháng 1 năm 2012. Trong suốt 10 năm qua, các biên tập viên của chương trình cũng đã đem đến cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, những giọng ca tiếng đàn cùng phong cách dẫn trẻ trung, sôi nổi để phù hợp với nhu cầu thưởng thức và tâm tư tình cảm của các bạn thính giả trẻ. Hàng trăm nghệ sĩ và thính giả thế hệ 8X, 9X đã chia sẻ cũng như gửi gắm mong muốn để tiếp tục gìn giữ vốn âm nhạc cổ truyền quý giá của dân tộc được chương trình giới thiệu đến quý vị thính giả. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi nhận được những phản hồi tích cực của quý thính giả trên cả nước. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đem đến cho quý thính giả những chương trình hay hơn nữa. Từ tháng 1 năm 2022, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca sẽ được phát sóng trong khung giờ mới: 23:30 thứ 3 trên VOV1, 12:35 thứ 5 trên VOV2, 15:00 chủ nhật trên VOV3. Chúng tôi sẽ lắng nghe những tâm tư, tình cảm và mong muốn của quý vị về dân ca và nhạc cổ truyền với số điện thoại 0961349068 từ 15:00 đến 16:00 thứ tư hàng tuần. Xin được nhắc lại số điện thoại
0963134-9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu và những yêu cầu của quý vị thính giả. Bạn trẻ với dân ca, nơi tiếp lửa truyền thống.